Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong học sinh, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. Những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Và từ cuộc thi này qua các năm, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen, trau dồi kỹ năng đọc trong học sinh. Và Bình Minh Năng Động hôm nay mời quý khán giả cùng đến với một đại sứ văn hóa đọc của thành phố Cần Thơ trong năm học 2021-2022. Anh đã qua bảy non năm núi, nay trở về với sông nước lung linh, chiếc ghe chở nổi. Năm 2021-2022 là năm đầu tiên em tham gia đại sứ văn hóa đọc. Và em nhận thấy là nếu mà mình muốn lan truyền một cái gì đó rộng rãi thì phải có hình thức rõ ràng, nội dung dễ hiểu. Cho nên là em đã chọn loại hò đối đáp. Điều này cho chúng ta được hai cái mục tiêu, đó là phát triển văn hóa đọc và giữ gìn phát huy được cái truyền thống văn hóa, một cái loại hình văn hóa dân gian của Cần Thơ. Năm học 2021-2022, vận dụng điệu hò quê tình, một trong ba thể loại hò Cần Thơ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, em Phạm Thị Minh Thư đã sáng tác bài hò khuyến độc với bối cảnh chợ nổi Cái Răng, cùng với các hình ảnh minh họa cho ý tưởng cây sách để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Bài thi này đã đạt giải trình bày ấn tượng nhất tại cuộc thi. Trong 3 năm học vừa qua thì các em học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Bình đã có tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và đạt được các cái thành tích cũng rất là tốt. Đối với em Phạm Thị Minh Thư, học sinh lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Lê Bình, thì tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì em đã có được một cái kỹ năng, đó là kỹ năng vận động các bạn để tham gia cái việc đọc sách cũng như là đến với thư viện của nhà trường, làm cho cái phong trào đọc sách ở trong nhà trường nó được phát triển nhiều hơn và cái lượt đọc đến với thư viện cũng được nhiều hơn. Bạn Thư thường hay chia sẻ những quyển sách về học tập cũng như là những quyển sách có mang ý nghĩa giúp cho mình học hỏi thêm và rút ra những bài học trong cuộc sống. Con cảm thấy một cái đó là một điều thú vị cho mình, cũng là một cái lợi ích cho mình khi mà mình tìm hiểu và đọc sách. Trước kia thì em ít có đọc sách lắm, nhưng mà từ khi mà các bạn tham gia cuộc thi đó thì em có đọc sách nhiều hơn và em cảm thấy đọc sách nó thú vị hơn. Dạ, phong trào đọc sách là con tuyên truyền qua đường bằng hình thức là miệng, hoặc là con đọc sách ở thư viện, hoặc là trên những chiếc điện thoại di động. Với lại là năm nay con lớp 9 rồi nên có thể là đọc sách để có những kiến thức để cho thi tuyển sinh lớp 10. Khi tham gia cuộc thi thì cái tình yêu sách của mình càng ngày càng lớn hơn và mình hàng ngày luôn dành 10 đến 15 phút để đọc một trang sách thôi. Nhưng mà nó sẽ tạo cho mình được một cái kỹ năng lâu dài, duy trì được trong thời gian dài thì nó sẽ cũng góp phần góp ích cho mình. Và muốn lan truyền với các bạn học sinh là hãy cố gắng đọc thật nhiều sách để có thể biết được nhiều hơn. Mình biết được nhiều hơn cũng là điều vui rồi.